Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học học Angular trên trang chủ. Ở bài trước thì chúng ta đã hiển thị ra được danh sách các lead, và khi chúng ta nhấn vào lead thì chi tiết hero sẽ hiển thị ở bên trên. Bài này thì chúng ta sẽ tách phần lead và phần detail ra thành hai file khác nhau, để nếu chúng ta mà viết code quá nhiều thì chúng ta cũng sẽ kiểm soát dễ hơn. Và hai phần detail và lead tách hẳn riêng nhau ra thì sẽ không ảnh hưởng code đến nhau, để cho việc làm việc nhóm hiệu quả hơn. Và không dài dòng nữa, chúng ta sẽ bắt đầu truy cập vào trang chủ để học bài tiếp theo. Bài này chúng ta sẽ học là bài Create a Feature Component, tạo một đối tượng tính năng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo Hero Detail Component, thành phần chi tiết anh hùng. Chúng ta sẽ copy câu lệnh để tạo mới component. Chúng ta sẽ paste câu lệnh vào đây, hoặc các bạn cũng có thể dùng câu lệnh bắn tắt như sau: ng cách g cách c. Đây là gc là hai từ viết tắt này, còn hero detail là tên của component. Chúng ta sẽ nhấn enter. Hệ thống sẽ tạo mới component cho chúng ta. 4 file mới được tạo ra. Đấy, đây là file css html typescript mà một file class. Thì chúng ta sẽ chỉnh sửa lại template. Wire template thì phần này các bạn có nhìn thấy quen quen không? Phần này chính là phần chi tiết hero ở bài trước chúng ta đã học. Chúng ta sẽ copy code và truy cập vào hero detail.component.html. Đây, chúng ta sẽ xóa code cũ đi và paste code mới vào, giống hệt với cái detail chúng ta đã viết hôm trước. Tiếp đến thì chúng ta sẽ import các thư viện vào. Đầu tiên là import thư viện hero này. Chúng ta sẽ cho vào đây. Tiếp đến là hero detail. Chúng ta sẽ thêm cái này vào một trang nào đó để hiển thị hero của chúng ta lên. Tiếp đến thì chúng ta sẽ chỉnh sửa cái import thư viện component này. Chúng ta sẽ thêm input vào. Đây, import thư viện ở trên đã có component, đã có onInit. Chúng ta thêm thư viện input nữa. Hiện tại ở đây đang báo lỗi vì đang không có hero ở đây. Chúng ta sẽ khởi tạo một biến hero, đối tượng có kiểu là kiểu đối tượng hero này. Ở dưới này thì sẽ hết lỗi thôi. Đấy, đã hết lỗi luôn rồi. Và chúng ta sẽ hiển thị hero detail component lên. Anh như nói ở trên thì chúng ta sẽ dùng thẻ này ở trong hero component.html hero detail body. Chúng ta sẽ gán thẻ gán component hero detail vào trong trang của hero .component mà chúng ta sẽ xóa bỏ cái detail cũ đi, và trang hero.component.html của chúng ta sẽ như thế này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kiểm tra lại đã. Đây là cái detail cũ này, đây là detail mới của chúng ta.
Và chúng ta sẽ xóa cái đề tư cũ đi. Bạn nào muốn chắc chắn thì có thể copy luôn cả cái file ở trên trang chủ. Như vậy là chúng ta đã xóa đi thành công và code mới hoạt động bình thường. Bây giờ có nguyên ở đây này. Không, bạn vào trong này, bạn Ctrl O xóa đi, các bạn paste code mới vào đây là nó chuẩn chỉ nhất. Như vậy chúng ta đã thành công. Hiển thị tách rời hai file, detail và file list ra. Chúng ta sẽ cùng điểm qua những phần đã học ở trong bài này. Đầu tiên thì chúng ta tạo mới một component này. Sau đây chúng ta paste giao diện vào này. Paste giao diện là phần đi detail mà chúng ta đã code ở bài trước. Sau đấy chúng ta import thư viện mà thêm class hero vào này. Thêm phần input vào. Phần input này thì chúng ta sẽ khai báo ở đây. Đối tượng input kiểu hero có tên là hero. Và chúng ta sẽ lấy đối tượng. Sau đấy thì chúng ta thêm thẻ app hero, hero bằng selected hero này. Tức là khi chúng ta nhấn button ở trong list thì selected hero sẽ truyền vào biến hero này. Biến hero này sẽ bay sang hero detail component và hiển thị name và ID cho chúng ta. Như vậy là bài học đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.